Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ mới An Giang các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại cái vườn mai của anh Ba Đời các bạn. Hôm nay anh về được 5 gốc mai. Rất là VIP các bạn ơi. Mai xù, một cốt. Chỗ đầu vô mình quay cho các bạn xem chi tiết luôn từ gốc. Rồi anh Ba sẽ báo giá công khai luôn. Anh em nào mà ưng gốc nào thì có thể liên hệ trực tiếp anh Ba để mình sở hữu các bạn. Chiều cao khoảng nhiêu anh Ba? Cây này 4 mét có trứng đó rồi. 4 mét ha, tàn ngang nhiêu anh? Tàn ngang đó 3 mét mấy luôn đó. 3 mét mấy à? Trên 3 mét 5 đó, tại vì cái đường lộ nó hẹp quá mình không dám xả ra. Dạ. Cái này mình có nhạo hả anh? Có nhạo luôn. Bộ đầu ra quay mặt khác cho bạn xem cái bộ tàn này bạn. Đây, cái này tại anh cái tàn rất là lớn các bạn. Tại khi anh về cái lỗ lớn á, anh mới con vô nha, không có bung dây ra nha. Tàn này tàn ngang là khoảng trên 3 mét các bạn. Một cốt tàn thông vót ngọn luôn. Này bắt bông sao không ta? 5 7 luôn, bông đạt luôn. Dạ 5 tới 7 cánh nè. Ba bông luôn hả anh? Ba bông luôn. Gõ đầu vô mình quay cái xương tàn trong cho các bạn xem ạ. Đây. Cái này xù không bao nhiêu phần trăm ta? Cái này nó xù ít thì lại xù cái chừng khoảng 20% thôi, tại nhìn mới 20% ha. Đây các bạn. Thân nó chút đỉnh thôi. Khoảng 20% à. Đây bạn. Đây nè. Cây này tầm bao nhiêu năm tuổi rồi anh? Cây này là cũng trên dưới 50 rồi đó. 50 á. Trên dưới 50 năm rồi đó. À, quay cái bộ đế cho bạn xem ạ. Đế rất là đẹp nha. Đế này mình khai thác hết chưa anh? Cái này nó cũng tạm thời tại mình có cái tàn đó mình cũng mưa xuống đỉnh lên được đó. Dạ. Mình mưa tàn thôi. Đây là những điểm điểm xù các bạn. Đây nè. Cây này tương lai là nó xù toàn thân luôn á. Rồi quay cái xương cho các bạn xem nha. Xương tàn bên trong. Đặt kẹo luôn. Cây này nhão giờ bao lâu rồi anh Ba? Cây này nhão lâu rồi, lâu rồi, gỡ cả chục năm rồi đó. Dạ. Mấy cái dây này mà chừng nào mình gỡ ra anh? Dây này tại vì cũng như là mình mới đi dây nó chưa siết rồi mình đợi chừng nào cho nó vừa hút hút mình để siết cho nó có độ đẹp á. Dạ. Cây này cái xương tàn đóng rất là đẹp các bạn. Mấy cốt cạnh đó thì mình nghĩ khoảng 20 các bạn nè, rất là lớn nha. Cây này hết chỗ chơi rồi. Một cốt thân lắc lượng. Hôm nay thì anh Ba anh em về được 5 gốc VIP các bạn. Anh em từ từ tham khảo video nha. Rồi mình nhanh tay liên hệ anh Ba để mình sở hữu. Rồi em nhờ anh vô đo mà em có thông số khoảng bao nhiêu anh? Đây đây ơi. Rồi 58. Chỗ nhỏ nhỏ đó không xét không đó. Rồi ok anh ơi. Số mấy luôn đó thấy không? Đo hai thông số nha. Trăm rưỡi. 150 anh. Rồi đo mấy mấy cốt cành trên đây khoảng bao nhiêu anh Ba? Mười lăm ha. Đo cành nhỏ luôn cái nữa. Dạ. 14. Dạ. Điều gan luôn đây, quay lại cái xương bên trong cho bạn xem ạ. À. Thân lắc lượng luôn, vót luôn. Dạ, một cốt vót đọt. Bông từ 5 đến 7 cánh. Quay lại cái mặt tàn phía này cho các bạn xem ạ. À. Cái này tàn rất là rộng nha. Cây số 1 này mình giao lưu với anh em giá bao nhiêu vậy anh Ba? Cây này nếu anh em nào thích hợp là mình giao lưu 200 rồi, bao ship 200 cây số luôn, 200 dạ. Tiền á. 200 triệu anh. 200 triệu. Là mình bao ship cho anh em 200 cây số anh. Đúng rồi. Theo các bạn ơi, một cây mã số 2 nha. Đây. Một cây tàn thông, rất là đẹp các bạn ơi. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Ba? Cái này chiều cao chừng 2m4 rồi. 2m4 ha. Tàn ngang nhiêu anh? Tàn ngang cũng cỡ 1m7 1m8 à. Dạ. Bộ tàn rất đều bạn, một cốt chốt đọt luôn nha. Quay vòng cho các bạn xem. Cái này mình thân chậu bao lâu rồi anh Ba? Lâu rồi. Dạ. Khỏi chỉnh sửa gì nữa anh. Mặt bông sao anh Ba? Mặt bông này thì 5 cánh bình thường mà bông đẹp. Dạ. Bông chùm không anh? Bông nó đặc luôn. Một cây mai tàn thông rất đều bạn. Gõ đầu vô qua cái cốt cành bên trong cho các bạn xem đây. Đây, wow. Cái này mình có nhạo rồi hả anh? Có nhậu nhiều lần rồi. Dạ. Ở đây phạm vi nó không được rộng mà quay
cần cánh từ từ cho các bạn xem nha. Cây này mình thấy cúc cành nó đóng đều hết, anh có nhạo rồi, nhạo cúc cành lớn các bạn, một cốt vót đọt luôn nha. Cây này đặc biệt thì bộ đế nó rất là vip các bạn, đều rút luôn. Cây này đế nằm lưu hay là đế thiên nhiên anh? Cây này ở đó là nó nằm lưu á. Dạ quay được luôn á, đâu quay luôn thì được không anh? Đây là bộ đế nè, quá lực luôn. Cây này thường chậu rồi anh em về anh em chơi thôi, nói chung là không còn chỉnh sửa gì hết á. Cây này không chỉnh sửa gì hết, chỉ lặt lá chơi đâu, bình thường không gì hết. Dạ quá xa bộ đế luôn nha các bạn. Cốt cành nha, quay lại bộ tàn cho bạn xem đây. Anh em nào ưng gốc nào thì nhanh tay liên hệ anh Ba để sở hữu các bạn. Cái này lúc trước nằm lưu, cái mình về qua cái chậu này anh. Đúng rồi, nằm lưu mà nó bể lưu á. Dạ. Mình lên chậu lâu rồi. Dạ. Rồi em nhờ anh Ba đo mà em thông số đi anh. Năm 51 thì hiện tại 51 mình đo chỗ nhỏ đó, không đo sát luôn á, đo cho anh em mình dễ chơi đó. Dạ, rồi 51. Rồi đế này 160 đi. 160 anh. Cốt cành qua nhạo các bạn ơi. Đế hàng khủng luôn. 21 tính 20 thôi. Dạ, 20 các bạn. Cốt cành 20 nha. Rồi ok anh ơi. Cây này mã số 2 các bạn. Anh em tham khảo và liên hệ anh Ba nha. Góc mã số 2 này nếu anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu cho anh? Mình bán 120 triệu hiện tại, bao ship 200 cây số luôn. Dạ, 120 triệu các bạn. Bao xếp cho anh em 200 cây số nha các bạn ơi. Một cây mã số 3 nha. Đây quay vòng cho bạn xem. Một thân một cốt luôn. Này thân chậu bao lâu rồi anh? Cây này lên chậu cũng lâu rồi đó. Dạ. Cây này về chơi chứ không còn lo nữa đó. Chiều cao như anh Ba? Chiều cao nó khoảng 2m4 đi. 2m4 hả anh? Tàn ngang nhiêu anh? 1m8 đi. Dạ. Bộ tàn này giúp các bạn, tàn thông nha. Cái này mình có nhạo nhỏ hả anh? Có nhạo. Cái này có chỉnh sửa rồi. Chỉnh sửa bạn, cốt cành lớn nha. Quay vòng cho bạn xem đây. Cũ đu á. Cũ đu ha. Dạ. Quay thì giữ lên trên cho các bạn nghe xem cái xương nha. Xương đặc kẹo luôn. Chi cành lớn. Rồi đây quay cái bộ đế cho bạn xem đây. Nu quá anh. Nu luôn. Đây nè bạn. Cục cục luôn. Một cái củ nó đặc luôn các bạn. Nguyên khối luôn nha. Cái này chưa khai thác hết anh Ba. Cái này là cũng như còn xuống nữa nhưng mà tại mình không muốn xuống, mình còn đang bao cái thịt vật nè. Dạ. Nào Tết mình chơi cái thịt đó luôn hả? Dạ. Tết chơi thịt vật đó giá lộ luôn. Mặt bông sao anh Ba? Cái này cũng bình thường, 5 cánh bông bự. 5 cánh bông lớn anh. Đây mà cái củ này rất là lớn nha. Mình quay lại cái xương phía mặt phía này cho các bạn xem à. Xương tàn là khổ chơi nha, tàn thì đều rút luôn. Một cốt chót đọt. Bộ đế thì mình thấy cũng đều á, tương đối đều hết các bạn. Này ảnh chưa khai thác. Phía trên này thấy chơi đủ các bạn ơi. Cái củ khá là lớn. Rồi em nhờ anh Ba cho đo mà em thông số khoảng nhiêu anh? Dạ ok rồi, anh ơi. Đó nha. Dạ. Cái dưới này nó bự lắm. Rồi đo thử cái áo thôi, cái cũ còn nhiêu anh? Cái cũ thì chắc nó giữ tới rồi. Cũ đặc nha các bạn, đặc kẹo luôn nha. Đo hậu hậu thôi đó, là nó là 91 đến 90 thôi. Dạ. Nếu mà đo cái này là 95 luôn á, làm đo trên nữa đó, nhỏ trước đây đi. Dạ. Đó nhỏ thì 15. Cốt quay nhạo mà nó rất là lực các bạn, rất là lớn nha. Cành lớn 19 đi. Dạ 19 các bạn ơi. Cốt cành là 19, 15, 19 nha. Rất là lực cái cây các bạn. Rồi ra đây quay cái bộ tàn lại cho các bạn xem đây. Tàn mặt bên đây. Này thằng chậu bao lâu rồi anh? Cái lên chậu lâu rồi đấy.
Dạ. Chơi ok chứ không lo gì hết á. Tết là lật bóng là chơi à. Này là khổ chỉnh sửa gì nữa anh, gì chơi luôn ha. Vậy thì chơi à, không còn gì. Dạ. Cây mã số 3 này nếu anh em muốn sở hữu là giá nhiêu vậy anh ba? Mình cũng bán 120 triệu đó hiện tại. Dạ. Bao ship 200 cây số luôn. 120 triệu hả anh? Rồi. Bao ship cho anh em 200 cây số. Thế các bạn ơi, một cây mã số 4 nha. Một cây này khá đẳng cấp các bạn ơi. Nu cho nó dùng. Một cây nu. Nói chung là độc biến các bạn. Này nu khoảng bao nhiêu phần trăm anh ba? Cái này nu là cỡ 60% rồi đó đàn ơi. Dạ, 60% bạn làm như lực sĩ vậy đó. Còn gốc cũng như là nu hết. Dạ. Đế nu hết luôn. Bộ đế thì VIP luôn, đẳng cấp luôn. Mình quay một vòng cho các bạn xem cái bộ tàn nha. Cái này mà có chỉnh sửa cho anh. Cây là có chỉnh sửa rồi đấy. Dạ. Chiều cao khoảng nhiêu anh ba? Khoảng 1m6 nha, tàn ngang nhiêu anh? 1m6 luôn. Dạ. Cái này mình thấy được bông cho anh? Cái này thì 5 cánh mà nó đẹp lắm, nó đậm lắm. Dạ. 5 cánh đẹp hả anh? 5 cánh đẹp luôn, bao luôn. Bộ tàn thì mình thấy tương đối đều hết rồi bạn. Quay được luôn. Dạ. Tàn thông ngọc cốt nha. Cây này anh có chỉnh sửa từ nhỏ rồi. Cốt cành rất là lực các bạn. Này Tết về anh em chơi luôn, khỏi cần chỉnh sửa gì đó đó. Rồi bắt đầu vô mình quay đây các bạn xem những điểm nu cục đây. Đế nó nu luôn. Đế nó nu luôn các bạn. Đế nu dữ luôn. Rồi cái thân thì thôi khỏi nói luôn. Làm như độc biến các bạn. Mấy cái tay cạnh nó làm như đùa ếch các bạn đây nè. Nhạo nè, lực lắm nha. Một thân một cốt gót đọt luôn các bạn ơi. Cốt cạnh nè. Đây quay vòng cho bạn xem đây bộ đế đây. Đây các bạn, mình đi vòng nữa bộ đế cho bạn xem nha. Đế tứ diện đều có hết, đều rút, đều rút hết luôn nha các bạn. Thân thì xù nu khoảng 60%. Cây này đẳng cấp luôn. Cây này tầm bao nhiêu năm tuổi rồi anh ba? Cây này nó cỡ trên 60 rồi đó. Dạ. Trên 60 năm rồi. Trên 60 năm hả anh? Đế này mình khai thác hết cho anh. Đế này nói chung mình còn cục kia lắm này đại. Yeah. Nhưng mà tại mình nuôi đó, mình không có mưa chứ nữa cái này nó còn cục cục không nè. Dạ. Yeah. Còn xuống chút đỉnh gì được nè. Một cây mai xù nu các bạn. Độc biến nha. 57 đi hiện đại ơi. Dạ, 57. 57 là đo chỗ nhỏ đó, chứ đo sát xuống là 60 đó. Dạ. Đo nhỏ nhỏ đi. Đo đo hết trên đây thưa anh. Phía trên dòng nó cho các bạn xem luôn anh. Đúng rồi. 59 thôi. Cứng 59. Dạ ok anh. Anh đo mấy cốt cạnh phía đây có bán bao nhiêu anh ba? 25 đi. Cái này tương lai chắc vài năm nữa nung ra ra nhánh luôn anh. Nung ra nhánh luôn. Dạ. 22 đi. 22 á anh. Đó, một cây xù nu các bạn. Anh em xem nha. Quá xá luôn. Cây mã số 4 này nếu anh em muốn sở hữu là giá nhiêu vậy anh ba? Cây này mình giao lưu cho anh em là 150 triệu hiện đại. Bao dạ. Ship 200 cây số luôn. 150 triệu các bạn ơi. Bao ship cho anh em 200 cây số. Theo các bạn ơi, một cây mã số 5 nha. Wow, quá trời một cây mai xù các bạn ơi. Quay vòng cho bạn xem cái bộ tàn này nha. Một thân một cốt giót đọt luôn. Đây quá xá luôn. Cái này xù không bao nhiêu phần trăm vậy anh ba? Cây này xù 90% rồi anh ơi. 90% anh. Dạ. Xù sắp đàn cày á anh. Xù giữ đàn cày luôn á. Dạ. Quá đẳng cấp luôn các bạn. Nói chung tìm được cây mai gì cũng hơi cũng không phải dễ các bạn ơi. Chiều cao này khoảng bao nhiêu vậy anh ba? 4 mét có cứng tới 4 mét thôi. Dạ, tàn ngang khoảng nhiêu anh? Tàn ngang khoảng 3m5. 3m5 ha. Cây này mình có chỉnh sửa rồi chưa anh ba? Chỉnh sửa nhiều lần rồi. Dạ. Cái này nó nói chung là về chơi luôn anh. Về chơi chứ không còn chỉnh sửa nữa. Dạ, đây quay vòng cho bạn xem cái mặt khác nha. Một cây mai xù. Đẳng cấp luôn. Đây bạn, anh đem về anh lãi lá các bạn. Cho cây nó khỏe nha. Kéo đậu đâm nụ rồi nè. Cây này nó mạnh lắm. Dạ. Rất là sung. Cái này em thấy hai thằng cái thằng này dính nhau anh. Cái đó dính lâu rồi.
Dạ. Đây các bạn, cái này tính một cốt luôn các bạn ơi. Dạ nó liền hết trơn rồi. Lúc trước thì nó có nhánh mà bắt đầu nó xù á. Nó chảy rồi dính luôn nè, từ từ nó dính luôn, khít luôn ạ, hiếp luôn. Mình quay cái điểm xù này cho các bạn xem. Xù 90%. Quá đẳng cấp. Đây là cốt cạnh ở dưới lên trên đi các bạn. Nói chung là đóng được chút luôn nha các bạn. Từ dưới lên trên luôn nha, cốt cành lực nha. Phía trên thân nè. Bệt bệt luôn. Rồi mình quay ưu đế cho bạn xem đây. Cái này đế tứ diện có hết nha các bạn. Cái mai xù mà đế về cũng là quá ok rồi nè. Đây nè. Có hết luôn nha. Cây liền lạc, không hiểu tích. Anh em tham khảo video, thích gốc nào thì mình liên hệ trực tiếp anh Ba để mình cho luôn các bạn. Qua đây mình cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã luôn tin tưởng đăng ký kênh để ủng hộ em. Cái này mặt bông sao anh Ba? Cây này bông đẹp đây, từ dạ. 5 đến 7 đó mà bông dạ. Trùm bông đặc bông thích luôn á. Dạ 5 7 cánh đó anh. Cái này là 65 đi, chỗ dạ. Nhỏ nhất đó. 65 quành đó anh. 65 chỗ nhỏ nhất đó. Rồi ok anh ơi, anh đo thêm thông số đi anh. Chỗ này thì nó cũng hơi khó đo lắm. Dạ. Bao nhiêu anh? Cổ này nó tới 85 nặng 3 thôi. 23 các bạn ơi, cốt cành nhạo nha. Rồi cái mã số 5 này nếu anh em muốn sổ là giá bao nhiêu vậy anh ta? Cái này giờ gì đi, tại vì cái tiền nó cũng lượng hơi cao. Mà dạ. Anh em nhiều khi mua bán là nó cũng hơi khó khăn. Giờ anh em nào muốn thích nó thì liên hệ ngay số điện thoại cho đi rồi anh em mình thương lượng. Dạ. Rồi cái này anh em nào muốn biết giá cả thì liên hệ trực tiếp anh Ba để mình giao lưu các bạn.